Phù, ông chủ, trễ thế này rồi, ông làm gì ở đây vậy? À, Daewon, tôi cũng hỏi cậu tương tự đấy. Sao cậu lại ở đây sớm thế trong khi việc kinh doanh không tốt thế này? Không, làm được, ông đang tìm nhân viên mới đúng không? Không, tôi đang định chỉ tiếp tục thế này tới khi đóng cửa quán sau năm này thôi. Nerim bỏ đi và Mire bỏ đi, khách hàng không thể quên được hương vị quá khứ, thế là không quay lại. Thế nên, ông đang bảo sẽ bỏ cuộc sao? Đúng vậy, tên ngốc ạ. Ai mà biết, có thể tôi chỉ là không phải có tố chất kinh doanh mà thôi. Nó hẳn là một tiệm ăn vặt nhỏ mà thôi, nhưng tôi đã nghĩ mình có thể thành công. Tôi nghĩ nó chỉ là một giấc mơ phù phiếm mà thôi. Nerim cậu, sao cậu lại với kỹ năng của mình làm việc dưới quyền của tôi chứ? Một năm trước tôi đã bị tai nạn xe, may mắn tôi đã sống sót, nhưng đổi lại tôi đã mất giác quan cảm nhận mùi vị. Gì cơ? Mọi thứ rơi vào địa ngục. Tôi đã mất giấc mơ mở một nhà hàng của mình, sống một cuộc đời đẹp như một đầu bếp. Tôi đã từ bỏ mọi thứ, dù cho tôi đã chữa trị cẩn thận nó cũng chẳng khá hơn. Thế thì sau khi nhìn thấy một tia hy vọng, tôi đã quyết định bắt đầu lại. Và tôi đã làm thế tại quán ăn vặt Nare. Thế thì giờ cậu đã tốt hơn chút nào chứ? Đã có thay đổi nhỏ nhất rồi, nhưng cơ bản thì vẫn vậy. Thế có nghĩa là mình thua người không thể ngửi hay nếm sao? Hóa ra mình là ếch ngồi đáy giếng sao? Này Daewon, anh này, gửi tôi giá thuê chỗ và nguyên liệu nhé. Tôi sẽ gửi cho anh sau khi anh tính cả. Mình còn muốn mắc kẹt trong cái giếng này bao lâu nữa đây? Ông quyết định là bỏ việc kinh doanh sao? Tôi làm gì khác được đây? Tôi rất tiếc cho cậu, nhưng thiên tài như Nerim và Mire hiếm khi xuất hiện lắm. Thế thì tôi sẽ làm chăm chỉ hơn. Cho tới cuối tháng này chúng ta lên ha. Tôi sẽ cố chăm chỉ hơn. Tôi sẽ không ngạo mạn lần nữa đâu. Vì vậy đừng từ bỏ ông chủ. Cậu đã ăn nhầm cái gì à? Có chuyện gì thế? Chỉ là tôi nghĩ mình đã có được nhiệt huyết cạnh tranh vì từ chối nhận thua ấy. Ha ha, ôi trời, tôi sống cũng lâu rồi nhưng vẫn còn nghe được nhiều thứ từ cậu đó nhỉ. Dù gì thì tôi sẽ làm vài món ăn vặt đi kèm với đồ uống của ông vậy. Được thôi, thằng ngốc ạ. Chuyện cuộc nói chuyện cùng đầu bếp thế này vớ có nghĩa rằng không phải lúc để uống rượu nhỉ. Cho tới lúc tôi thuê nhân công mới, tôi cũng sẽ giúp đỡ việc bếp lúc. Hả? Tự ông chủ á? Sao chứ thằng ngốc này, tôi cũng nấu được mà. Không được đâu, chúng ta phải giải cứu quán thôi. Ta đăng nhập, trò chơi đang bắt đầu. Real. Để hoàn thành nhiệm vụ của Terry, mình phải tới biển. Mặc cho mình tìm online khó thế nào, mình không thể tìm ra biển nằm ở đâu cả. Game này có cái nào không nhỉ? Xin lỗi, anh đã bắt được gì chưa ạ? Hả? Nhiều lắm, nhiều loại khác nhau nữa. Wow, lớn quá. Nhìn những con cá nước ngọt này, nếu là món mang ngon tang với chúng chắc sẽ ngon lắm. Ồ, phía bên đây, lần này là một người dùng câu cá này. Xin hỏi anh có bắt được nhiều cá không ạ? Cá hả? À, thì tôi có. Không, sao tôi không bắt được gì thế này? Game này bảo bạn có thể làm được mọi thứ, câu cá chẳng vui gì cả. Xì. Do chỗ câu không tốt có lẽ vậy. Ai, đừng nhắc đến nó nữa. Tôi đã di chuyển chỗ cả tá lần rồi nhưng vẫn không hiệu quả. Thế có lẽ là yêu cầu cấp độ câu cá thì sao? Cấp độ yêu cầu câu cá X. Ta đã chờ thời khắc này lâu lắm rồi, nhân loại. Hức, cẩn thận anh ơi. Hơ, nó lại xuất hiện nữa. Cái con ngu này. Hả, gì kia? Anh vô tư thế này à? Anh ta phải mạnh bao nhiêu mới không nháy cả mắt? Anh ta yếu nhớ ớt à? Ông bình tĩnh đến nỗi mình tưởng ông mạnh luôn ấy. Khe khe nhân loại, nếu ngươi không muốn chuyện tương tự xảy ra với ngươi thì giờ biến khỏi đây đi. Hắn mới rời khỏi mặt nước nên rất ướt. Thế thì Electron, tôi không đánh bại tên khốn nào vậy ạ? Đánh con yêu tinh đó đi. Được thôi, Ryan. Khe. He he, hồi hộp thật đấy. Cậu cho hắn khuất mắt trong một cú phóng à? Wow. Lechun. À thì giờ tôi có nên thử câu cá không? Mèo.
Haha, cậu chắc là mệt lắm rồi hả? Mèo của tôi. Mèo, đây là cách câu cá đấy. Nếu chúng ta bắt được con nào, hãy nấu gì đó ngon ngon vậy. Mèo. Nó kìa. Giờ thì... Cái gì đấy? Đô Herabang. Những bức tượng được tìm thấy ở đảo Veru thường là lễ vật dâng thần linh để bảo vệ hoa màu.